Chào bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ thu gọn lại cái phần mô tả danh mục uh, sản phẩm đối với cái giao diện của website sử dụng uh, Team flashum Thì ở đây mình có một cái danh mục như này. Đây là danh mục sản phẩm. Đấy và thường trong danh mục sản phẩm này mình sẽ có một cái phần là phần mô tả danh mục uh, để cho khách hàng biết được là cái danh mục này của mình uh, chuyên về những cái sản phẩm nào và chúng ta mô tả chi tiết. Uh, tuy nhiên rằng thì khi mà các bạn viết cái phần mô tả danh mục này nó dài quá, ví dụ như đây các bạn viết rất dài như này thì khách hàng sẽ đọc nó rất là lâu và cái thứ hai nữa là nó sẽ kéo dài cái website của chúng ta ra. Đó, làm cho website của chúng ta nó dài xuống dưới thì nó rất là xấu. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một giải pháp là chúng ta sẽ thêm một cái nút xem thêm vào đây. À, khách hàng sẽ đọc khoảng một phần nội dung đầu này và nó sẽ xuất hiện một nút xem thêm ở đây. Nếu mà khách hàng muốn đọc tiếp thì sẽ nhấn vào nút xem thêm đó. Nó sẽ mở ra toàn bộ nội dung này cho khách hàng đọc và sau khi đọc xong thì phía bên dưới nó sẽ có một nút thu gọn để cho khách hàng thu gọn lại. Đấy chứ nó sẽ không Ờ, chứa hết toàn bộ nội dung như thế này. Nếu mà bạn nào chưa biết cái phần mô tả danh mục này chúng ta thêm ở đâu ấy thì các bạn vào trong trang chủ website ở ờ, trong phần sản phẩm các bạn sẽ nhìn thấy phần là danh mục sản phẩm này. Đấy, và mỗi một danh mục nó sẽ có một cái phần mô tả. Ví dụ các bạn vào danh mục của mình là bách hóa tập hợp chẳng hạn, vào chỉnh sửa danh mục, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần này đây là phần description. Đó đấy chính là cái phần mô tả cho danh mục. Đấy, chúng ta sẽ viết nội dung mô tả ở đây và có đầy đủ trình soạn thảo văn bản cho các bạn căn chỉnh, có thể căn chỉnh chữ, thêm hình ảnh vào để chúng ta mô tả cho từng danh mục. Ví dụ các bạn một web, một web chúng ta có rất nhiều danh mục sản phẩm như đây. À, chúng ta sẽ mô tả cho khách hàng biết được là danh mục đó chuyên về sản phẩm nào và có những ưu điểm, nhược điểm gì. Đấy, thì các bạn thêm phần mô tả vào đây cho nó sinh động thêm cái website và cũng là các bạn có thể sell thêm cho cái danh mục website của bạn. À, tuy nhiên là khi mà chúng ta viết nhiều như thế này thì các bạn sẽ cần phải rút ngắn thu gọn. Thì quay trở lại cái phương án sẽ cho chúng ta uh, rút ngắn thu gọn thì cách này rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc thêm một cái đoạn code vào trong file function thôi à, Cái đoạn code này thì mình có để trong phần mô tả video các bạn click đó để tải về Và khi bạn tải về các bạn sẽ có một cái file text như này Và trong file text này nó sẽ chứa cái đoạn code đó, Cái đoạn code như này để Và các bạn sẽ copy toàn bộ cái đoạn code này Các bạn sẽ Ctrl-A Chúng ta sẽ copy toàn bộ đoạn code đấy Sau đó chúng ta sẽ vào trong cái trang quản lý website của chúng ta Các bạn tìm tới cái mục uh, giao diện uh, thêm file editor chúng ta sẽ thêm vào cái file là function pp thì các bạn lưu ý là uh, các bạn phải kiểm tra xem là cái website của các bạn đang sử dụng là giao diện nào. Đấy, thì bằng cách là các bạn sẽ vào một giao diện trước. Đấy, tại đây chúng ta kéo xuống thì các bạn thấy là cái giao diện nào nó đang kích hoạt ấy, là cái giao diện đó mình đang sử dụng. ở đây mình đang kích hoạt cái giao diện chai uh, thêm của plusm và mình đặt tên lại cho nó là camera. thì ở đây các bạn sẽ quay trở lại cái thêm file header này. Đấy, và các bạn phải chọn cái giao diện để chỉnh sửa góc trên bên phải này. Đấy, ở đây mình sẽ chọn giao diện là camera và mình sẽ vào cái file function.php của nó. Khi mà vào cái file function này thì uh, tùy theo các bạn đã chèn thêm cái code gì vào đây hay chưa thì các bạn sẽ nhìn cái giao diện nó khác. Hiện tại ở đây thì file của mình chưa chèn gì nên nó còn trống. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái nút là add custom uh, team function, có nghĩa là chúng ta có thể thêm những cái code uh, function riêng ngoài vào. Thì ở đây mình sẽ thêm paste cái đoạn code mà mình vừa copy uh, vào ngay dưới này cũng được. Đó, các bạn copy toàn bộ cái đoạn code ở trong cái file text tải về nhé. Sau đó chúng ta sẽ paste nó vào bên trong này. Và vào trong này thì các bạn có thể chỉnh sửa lại. Ví dụ như là các bạn có thể chỉnh sửa lại các phần CSS của nút này. Đấy, ở đây các bạn có thể chỉnh lại. Nếu các bạn biết về CSS thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa ở đây. À, và ngoài ra thì các bạn có thể sửa cái nút xem thêm và cái nút thu gọn. Các bạn có thể đổi tên nó thành nút khác tùy theo ý của bạn. Và sau khi bạn chỉnh sửa xong thì chúng ta sẽ nhấn là cập nhật tiệt tin. Đấy, nó báo là sửa tiệt tin thành công. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay ra cái phần uh, mô tả danh mục các bạn chúng ta tải lại rồi thì sau khi mà chèn cái code đấy vào thì các bạn sẽ thấy là cái phần mô tả danh mục nó sẽ xuất hiện cái nút xem thêm đấy thì nó sẽ rút ngắn được cái website của chúng ta là, đấy nó giúp cho web của chúng ta nhìn nó cân đối hơn đấy và khách hàng khi mà đọc tới đây thì họ sẽ đọc một phần nội dung bên trên và nếu muốn đọc thêm họ sẽ nhấn vào nút xem thêm đấy nó sẽ sổ ra toàn bộ nội dung ở phía bên trong đấy và sau khi đọc xong rồi có thể thu gọn lại Đó. điều này sẽ giúp website của chúng ta sẽ gọn gàng hơn và cũng như là hỗ trợ được cái phần sao nó tốt hơn. Ngoài ra bạn nào mà muốn uh, sẽ thêm cho cái nút này đẹp hơn thì bạn có thể chỉnh sửa trong cái phần cốt này được. Đó là cách để chúng ta có thể thêm được cái nút xem thêm và thu gọn vào trong cái phần mô tả danh mục à, khi mà chúng ta cái phần mô tả này nó nội dung nó dài quá. Hy vọng rằng video đã giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.